Kim sẽ qua đá bàn, Kim sẽ qua đá bàn. Anh bàn đau, đại bàn đau. Anh Ben đang đâu vậy anh Ben? Ok. Ok anh ơi, em ra liền. Xuống xe đánh nhau nào. Ha! You motherfucker. You motherfucker. Con mẹ mày. You motherfucker. Now, come on. Come on. Come on. Come on. Cho tiền để câu cá rồi mày. Làm gì có tiền đây cho trời. Mà hôm nay mình có nên làm một phi vụ lớn lớn không nhờ? Bây giờ cái chỗ mà mua thịt chó trên đó căng lắm anh em ạ. Cái chỗ mà mua thịt chó căng lắm căng luôn, nên là không biết là có lên để mãi được không. Tôi thấy mấy anh công an ở trên đó suốt à mấy ông. Hay là bây giờ chắc không ai thấy đâu nhờ. Mình làm tiện đường mình lên làm cuốc xong mình về. Chứ giờ má tự nhiên từ trên đây về nó phí không? Lãng phí quãng đường vãi liền. Nhiều góp sách cho anh Phương nữa. Một xíu đây tôi gọi cho anh Phương bồ tọt cho anh ai tới mấy ngày góp chưa nhờ. Hay là bán xe Rolls Royce để mua xe khác nhờ. Chán Rolls Royce lắm rồi. Mình là má mình hip hop mà mới chơi xe nó Rolls Royce nữa ấy á nhờ. Bán Rolls Royce thôi. Rolls Royce hơi chán. Nè đếm từ 1 đến 3 mà không nghe máy là xù nợ nha anh trai. Alo, alo nghe bôi. Alo, alo nghe. Anh Phương bồ tọt hả? Anh đây. Dạ, nay điện anh là có việc gấp đó. Hả? Nam điện anh là có việc gấp. Việc gấp hả? Bây giờ đây em làm chuyện gì? Rồi nghe giang hồ đồn là anh là bán súng đúng không? Hả? Nghe giang hồ đồn là anh có súng. Cái gì? Giang hồ nó đồn anh có súng. Súng đâu mà súng em ơi. Giang hồ đồn bậy đồn bạ không à. Có súng không? Em hỏi thiệt có súng không? Anh cho em mượn đi, em đi cướp ngân hàng mới có tiền trả được cho anh. Chứ bây giờ trời, dịch quá mấy cái quán anh ở ở bên miền Đông Cali không kinh doanh được. Có súng lục không em ơi? Súng lục cũng được, mình gọi là em không có bắn, mình chỉ gọi là uy hiếp con tin thôi. Yeah, ok, cây nha. Không, cây lục không có đạn cũng được, để mình uy hiếp con tin thôi. Ok luôn. Thế anh ở đâu tí nữa em qua lấy nè. Sẵn góp tiền cho anh luôn, tiền xe. Anh ở Cajula em. Nhưng mà em có số thằng Nhiếm đó không? Sao anh gọi hoài nó không được gì bố? Gì kìa dạ? Bữa anh lưu số nó mà. Sao anh gọi hoài? Anh gọi số của Nhiếm mở lọt qua cảnh sát trưởng không mày? Số của Nhiếm là 5 lần 69. Năm lần 69 đúng không? Đúng rồi, understand. Ben ơi. Đúng không? 5 lần 69 đúng không? Đúng, 5 lần 69. Làm việc sao anh? Mà sao mày muốn làm gì? Em chọn gì cũng được. Bây giờ em nhắn cho nó là qua gửi tiền cho sếp anh nha. Làm phò okay, anh okay, đẩy em cái gì? Rồi vậy qua đây anh cho mượn khẩu. Làm đi đi mà muốn giàu nhanh hay giàu chậm? Giàu nhanh. Muốn giàu nhanh thì có đi ăn cướp thôi. Mà tao đi tao tao tới chỗ làm rồi nè, không chọn được nghề nào hết rồi sao? Đã cho tao đi ăn trộm rồi ạ. Đâu, vẫn cho nghề bình thường được mà. Em bấm enter nó không có chọn. Sao giờ? Bộ béo ơi, bộ béo ơi. Anh làm nghề tự do mà. Bộ đây ông đang đâu bộ? Cho tôi việc làm nè. Trời ơi, không hiểu sao đi làm ăn lương thiện đi bán đồ với tôi nè, giàu lắm. Đang ở đâu tôi qua nè. Bây giờ ông đang đâu? Ông đứng ở bên trước cửa điện đi rồi 10 đang ở chỗ xin việc làm. Rồi việc làm tôi đang xa lắm, 10 phút nữa mới được. Vậy tới bệnh viện hả? Bệnh viện ở đâu? Đi em ra đây. Má chơi làm giang hồ. Không phải đâu, thật ra tôi là gọi là công dân lương thiện á. Nhưng mà cuộc sống nó đưa, nó ải nó đưa. Mà bây giờ anh kiểu... Anh này hay đó là bột. Mua không? Đất sét đúng không? Đất sét đúng không? 500 một gói. Mà mình chơi mà mình làm công dân lương thiện thì... Nói chui à. Thiện thì có, nhưng mà tôi làm công dân lương thiện mà. Có cướp bóc gì đâu trời. Tôi làm lương thiện à. Từ nay mà nó bị đứng rồi. Lên xe rồi làm sao chuyển ghế bộ? Bấm F1 cái xong rồi phương tiện ấy, có cái ghế ông chuyển ghế vô là được. Chuyển ghế ấn Ctrl 1, 2, 3, 4. Công an đây nha. Thôi mấy anh công an đâu nhỉ? Chết mày, không đeo mặt nạ vô chứ. Thôi cảnh sát biết.
Cần cù bù siêng năng lỡ. Cái này là gọi là tiện đường anh em nhé. Tiện đường anh em nhé, chứ tôi không có phạm pháp à. Thì gọi là tiện đường mình lên mình gặt lúa rồi trời. Má không chạy gì bỏ trống dưới trời. Rồi nghe tiếng xe tới rồi ăn cứt luôn. Đúng lúc vậy. Giơ tay em ơi. Dạ giơ tay, sao vậy sếp? Thay sếp làm gì đây? Ủa em thấy ở đây có lúa gì nè, rồi em đi gặt lúa thôi sếp ơi. Đâu để tôi kiểm chứng hửi thử cái cây này rồi nó có phải lúa không nhá. Đúng rồi sếp. Mà mày nhanh dữ nhờ, đây là bị cam rồi. Cây này lúa thiệt á, mà lúa phê. Thôi ở về phường gì sếp, sếp kiểm tra trong người tôi đi, đâu có đâu mà sếp ấy tôi được. Tôi tò mò là chỗ này, tôi nghe giang hồ, trong giới giang hồ đồn là tôi lên đây tôi xem nó như thế nào thôi. Tận mắt tôi thấy. Ở bây giờ sếp kiếm trong tiệm trong người đi. Bây giờ trong người tôi tàn trữ thì sếp mới có lý do sếp bắt tôi chứ. Vậy anh đợi tôi lục soát một tiếng nha. Vâng sếp. Vâng. Nhờ đúng không? Má cái này phải chơi công dân lương thiện rồi. Ê à, cho tôi kiểm tra luôn cái phương tiện nha. Ok sếp ơi, nhưng mà mình là làm việc cho nhà nước thì đừng dúi đồ vô em nha sếp. Sếp cứ kiểm tra thoải mái. Dúi đâu mà dúi. Ok sếp ơi, em nghe trong mấy hôm nay là trong thành phố mình là cái vụ này hot lắm. Em lên đây coi nó như thế nào. Thế là cái khu này là khu cấm mà sếp. Đúng anh ơi. Vâng. Thôi ra là lần đầu sếp ơi. Coi như em không biết rồi, có gì em biết rồi. Nếu mà lần hai mà em còn lên đây mà ví dụ mà không có đồ hay là không có đồ gì là sếp vẫn bắt em được, sếp hiểu không? Ok nha. Anh tháo mặt nạ ra để tôi dòm mặt mũi coi đẹp trai không, tôi ra ngoài đường để mặt nạ. Rồi đang bị bệnh chó đốm sếp ơi, bây giờ lây qua sếp là chết luôn á. Sao? Đang bị bệnh đậu xanh á, không được sếp ơi, nguy hiểm lắm. Bây giờ mà ra ngoài mà ấy là trúng gió chết em luôn á. Em ơi. Coi mặt mũi sao chứ để mốt còn giao lưu bi bọt cái kiểu. Chứ bây giờ sẽ Covid nữa sếp ơi, bây giờ tháo ra là nguy hiểm lắm sếp. Covid nữa. Đúng không sếp? Rồi ok nha. Dạ. Coi em gọi là muốn tốt cho sếp thôi. Bây giờ ví dụ em cũng là người ăn chơi đi, lỡ bị Covid em lây qua cho sếp rồi bây giờ nó mệnh hệ nó hậu quả nó to lắm. Rồi, tôi cũng thông cảm nhanh về tại giờ mùa Covid nó cũng khó khăn. Dạ vâng. Là chỗ này nó cũng là nơi cấm đúng không sếp? Dạ. Không biết sếp ơi. Sao sếp không gọi là kiến nghị lên thành phố là cấm nguyên cái bản này là chỗ cấm luôn đi sếp. Vậy là để hình đầu lâu vô là người ta biết người ta không vô. Chứ mà kiểu mà em gọi là lúc trước là em làm giang hồ nhưng mà không có học thức sếp hiểu không? Học cái lớp 9 là cô đuổi mẹ nó rồi, đâu có biết là mấy cái biển cấm đâu trong đây đâu. Tại khu vực này tụi tôi cũng mới phát hiện ra thôi. À dạ. Mới phát hiện ra này trong lén mà. Alo. Này tôi nói trong alo. À. Thằng Bô đâu rồi? Bọn anh đến bệnh viện rồi nhá. Vâng. Nóng của mấy tên cướp để giao hàng buôn bán chất cấm. Vâng. Thế thôi sếp cho em đi nghe sếp. Đi. Cảm ơn sếp. Mốt đừng đến nha. Dạ, ok sếp ơi. Lần đầu như lần cuối sếp ơi. Xe này đéo có phanh nè. Vô tài à. Quay xe tài đẹp tới nhờ. Đẹp không? Ê tài chỉ Khoa đi bui con xe như này với tài. Chờ xíu tài ơi. Tao đi mua xe giống mày. Con này rẻ lắm, con này có 10.000 mấy thôi. Ok. Mua để lấy xe đó làm đi đua với lại làm gan cũng được. Uầy, mà chiếc Mustang này đẹp thế nhờ. Alo. Ây à, đây rồi. À, anh trai cho hỏi chiếc xe này là bao nhiêu tiền ấy nhờ. Con này là Mustang đời mới à. À, con này á, để xíu nha. Không mà muốn đua, mua mà kiểu mà nó độ sẵn như vậy luôn thì sao. Nhẹ nhàng thôi. À con này là bao nhiêu sếp? Uầy đẹp thế nhờ. À để xíu nha. Mình sẽ đem xem kho nha. Uầy con đó độ đẹp lắm.
mà không, hồi chiều tôi chạy của ông kia độ lên một mã lực nha, chạy 130, 140 phải liền, chạy nhanh lắm. Mà nếu quá, mình như tôi thấy một cái gì đó mà nó hợp phong thủy, nó hợp mệnh dữ vậy mày. Mày đẹp vãi vậy. Ui. Đây anh trai ơi, đây. Quá, mày chiếc này nó đẹp dữ vậy. Kìa. Anh đi đâu ấy nhỉ? Đây anh. Đâu anh Don? Đây. Chiếc này đẹp dữ vậy. Ui. Mày mẹ. Ê à, mà mình đổi từ Rolls Royce này qua Rolls Royce này giờ. Rolls Royce này nhìn nó sang hẳn luôn ấy. Ê. Rolls Royce này nhìn nó sang vãi liền. Nên mà tôi mà rapper thì tôi đi xe này nó mới sang thôi. Tôi đi xe này nó mới sang thôi em ạ. Xấu quá. À. Không Chevrolet Camaro đồng Chevrolet Camaro anh ơi, đúng rồi Chevrolet rồi anh em ạ. Con Camaro chứ lộn, con Camaro đây. Đâu, con nào? Đây, Camaro đây, đó đây. Đâu, con này á hả? Ừ. Phải con này không ta? Đúng rồi mẹ. Anh Ben ơi, hồi chiều là, hồi sáng anh mua là bọt chơi rồi anh Ben? Ừ, bọt chơi. À đúng rồi, xếp ơi, con này là bao nhiêu nhỉ? Con này là bao nhiêu vậy anh? Ê, giá, ui, giá hời thế nhỉ, 72.000 à. 72.000 là dành cho gọi là KOL là discount 10%. Với lại em muốn giới thiệu với anh là em cũng ủng hộ bên đây lâu rồi, em dẫn khách lại đây. Đó, từ khi mà em mua cái Rolls Royce này, anh thấy showroom anh bán được nhiều xe không? Anh bán cho thằng Phùng Thái Linh nè, anh Nguyễn Văn Thuận nè, một số anh em nữa đúng chưa? Nguyễn Trọng Tài nè, đấy. Thì discount thêm 5% nữa là coi như là 15%. Không đi cái này. Em discount rồi đấy, em discount lử lắm mới ra 72.000 em nè em. Bây giờ anh thấy mà từ khi mà em mua cái con Rolls Royce qua bên anh á, xong là bây giờ anh bán được quá thì anh cũng phải chiếu cố em thằng em xíu chứ. Ê dạ. Với lại discount là 50 giờ đấy. Anh là anh cũng biết em là con của anh Phùng Thanh Độ, em là Phùng Khoa Học. Đấy. À lại mật khẩu con bố đồ nữa à. Vâng, con bố đồ, con bố đồ là chính hiệu à gốc á. Ê dạ. Khó nhờ. Thôi giờ cũng người quen với nhau đúng không? Ờ anh Ben à. Discount cho anh chờ em dẫn em đi 20% nha. 20% nữa. Đây. Mở khóa 84.800 giá chót anh ạ. Mở khóa không thành công thì ông phải lên mua lại ổ khóa mới đấy. Vậy là 20% mà gì. Ông Bụt ạ, hồi đầu tôi chơi không thế à, tôi mất khóa liên tục. Ok. 20% mà. Giá chó còi đấy anh, em giảm nữa là em bị đuổi đấy anh nè. 74.000 đúng không, anh giảm có 10% là 64 là đúng rồi. Ê, em giảm 20 đấy. 10 đâu. Thế có cho chạy thử không? Ủa, mày tí nữa mình sơn màu sọc đỏ như ở bên Mỹ luôn. Đây sếp ơi, Ui. Ai giờ? Yo, what's up bro? Ai đấy? Tài đây. À Tài à, chờ Khoa xíu qua test xe này đã. My check. Mà con này check, đâu? My check. Con này. Em đây. Ui. Con mẹ mày có lẽ là hả? Ui nhưng mà lên nhanh lắm anh em ơi. Đâu ơi? Ui. Con này lên rất là nhanh nhá. Từ. Nhìn nó chậm chứ nó đéo chậm nha anh em. Quang ơi cho em tiền mua bộ khóa anh ơi. Lên này anh em nhìn cơ lên máy lên nhanh lắm. Lên nhanh lắm. Đang ở chỗ nào không biết luôn. Này là chưa đổ rồi ơi. Phải cho anh biết là em ở chỗ nào. Ui. Anh mới mang tiền cho em được chứ. Con này lên nhanh lắm. Em cho cái ID đi anh chuyển tiền qua cho. 130 luôn này. Cái ID em bấm điện thoại lên nó có cái ID ở ngay trên của cái điện thoại ấy. Tôi giống như kiểu cái vạch xuống ấy. Quang ơi. Cho bạn này. Nữa. Thằng nào đấy? Lên nhanh anh em. Anh em nhìn cái kilo này là 130 này. Đấy. Cái chỗ mua đồ là ở đâu anh? Wow. Anh ơi con này được ấy, em chấm con này nhá mà không được discount. Không discount được bao nhiêu nữa hả anh? Ôi da, discount đó. Thôi vô, mình vô trả xe là rồi mình vô bằng tiền giá thì vô tiền bàn mày nhá.
Ok anh ơi, ok anh ơi. Ok ok. Ui con này đâm hậu tốt chứ nhờ. Mày hậu lên 130. Anh này bụt đang ở đâu? Odip đang ở đâu? Đây 239 anh ơi, em lại chỗ mua bộ khóa nè. Tao đang ở biển nhảy xe. Để xíu nha, để xíu mình vô chạy xe cái. Tài ơi. Mà biết con này hậu mà nếu mà chưa hậu lên bao nhiêu tài? Biển nhảy xe vãi mày chứ sao lại ở ngoài biển? Để tí tôi vô đàm lại anh em nhé. Tôi để tôi mua xe xong nè. Tao á. Ờ cái con mà mút tan bố tôi tao mấy lấy ra mà hậu lên 130 tài ạ. Con tao chạy 150 cơ. Nhưng mà xe tao chưa đổ. Thì mày đổ đi. Ừ. Ê tần số radio bao nhiêu anh? 656 tài ơi, vô đi. Để Khoa mua xe. Để vô vô anh ơi. Khoa mua xe cái Khoa vào lại. Đây nha. Ok anh ơi. Anh mua chạy. Thôi discount cho anh thế rồi. Miếng nữa đi, một miếng nữa thôi. Anh ơi. Thêm cho anh 10% nữa nha. Ừ, bà 10. Nhiều lắm rồi đấy. Ừ, em cảm ơn anh. Tìm miếng nó đi nè, chứ này. Ấy, 61.200. Cái gì mà 10% anh trai? Thì cho em 200 thôi, còn 61.000 thôi. Thì bỏ em cho 200 nữa được rồi. 51.000 đi, trời. Thôi 51.000. 51.000 đi, 10% mà sao 61 được. Ê, dạ, em mấy tháng rồi anh trai à. Nhưng mà bây giờ em đưa anh trước 30k được không, còn nhiêu góp được không? Cái xe kia để cái xe kia bán xong đi. Xong em lấy cái tiền xe đó em trả cho anh nốt còn lại rồi em góp của cái xe kia là xong. Vài ông, hôm nữa là CTF mở ra chơi chính thức thì muốn chơi thì phải nộp đơn để xin chơi hay chỉ là vào chơi đơn giản như mấy cái server khác thôi anh? Phải nộp đơn em ơi. Thế thì anh để em rút tiền đã. Ok ok nha. Đưa trước 15 xong rồi tôi bán. Thì rồi để tôi tính nè. Bán cái này là 45. 45 trả cái sao kia. sao nhỉ? Tôi trả 30k nữa là đủ. Con tâm bao. Tao ngoài này. Hợp lý anh em ơi. Cái này chắc cầm bằng tay rồi. Người có tiền được chưa? Người có tiền. Đây sếp ơi. Vô nhá, vô mình thanh toán nha. Ok anh ơi. Em bấm mép vào xe là được đúng không? Đúng. Xong là tự thanh toán cho anh luôn đúng không? Hay sao? Bấm mép là tự thanh toán hả? Wow. Thế là em có giấy tờ xe trong đây chưa? Có rồi đó, để trong trọng luôn ấy. Rồi ok. Tài ơi, chạy xe của Khoa về Rarawi giùm. Khoa cắt cái này rồi xong mình đi đổ chiếc kia. Cảm ơn anh nhá, hợp tác vui vẻ. Ok anh nhớ. Rồi tí nữa là em bán xe này xong em qua em trả anh nốt cái số tiền còn lại. Là coi như là xong. Ui, thế thì được quá nhờ. Còn cái tiền góp của chiếc xe này là em góp của anh Phương Trọc. Không okay. Không thì con này thì cứ để trong ngân hàng đi, nó tự trừ cũng được. Ờ ok anh, ngân hàng tự trừ đúng không anh? Đúng. Vâng. Ok anh nhớ. Rồi ra Huy, mà giàu quá. Ra Huy tài ơi. Ok. Mà con này hậu lên ghê lắm, để tôi độ thêm turbo. Để tôi độ thêm turbo cho nó chạy nhanh nữa. Hậu lên nhanh, nhưng mà nghe nó không lực lắm nha. Nghe tiếng bộ đây hậu lên nhanh vãi liền luôn này thề. Để tí độ lên thêm ơi. Đây để Khoa vô các xe tài ơi. Trời ơi, như đại gia. Tề như đại gia. Quá mà nó đỉnh đi chứ tề, tôi tưởng nó tôi sống cuộc sống trong game luôn. Như đại gia tề. Không, xe này để mình gọi là đón mi đi chơi là lâu lâu anh em hợp hội các thứ đồ cũng được. Đấy, con này để mình đi làm phi vụ rồi. Đi Khoa ơi. Ok tài. Ga Quy đi tài ơi. Đây là Ga Quy mà. Ủa ga cái chỗ mà sửa đổ xe đi tài, chỉ Khoa đổ xe cái. Ok. Đỉnh nhờ. Không bán á. Không bán thì nó có gọi là tham lam quá không ta. Hay là giờ mà mình có hai xe mình có động lực để mình đi cày hơn. Thế thì hai bên đây là phải màu đỏ.
Đây là màu đỏ đúng không? Đây là red. Đúng rồi, red là màu đỏ đúng rồi này. Không, màu trắng đen nó đẹp á, tôi thích màu đỏ trắng hơn. Ở cái đường màu chính giữa là màu trắng nó sẽ đẹp hơn. Từ từ nha, để tôi lên tôi coi cái xe đó là tên là cái gì. Chevrolet Camaro. À ơi, con game này mua trên Steam bao nhiêu tiền tài có nhiều manh ra tiền em cô à. Bayot mua nào cho dùng. Cảm ơn em nhá, em để tí anh chỉ cho. Uầy, màu vàng ở dưới giữa là sọc đen à? Hay là màu vàng ở chính giữa sọc đỏ ta? Tôi thấy trên đây là sọc đen này, đẹp quá. Tề. Màu vàng đúng không? Màu vàng chính giữa là sọc gì? Sọc đen. Để có màu vàng giờ. Đây là màu mẹ green là màu xanh mà. Đây rồi, màu vàng đúng không? Yellow. Đây, yellow này mới đúng không? Như này đúng không? Yellow này là đúng rồi đúng không? Chỗ khác á. Chỗ này à? À đây là nhám đúng không? À đây đây đây, hiểu luôn, hiểu vấn đề luôn. Dạ dạ dạ, hiểu rồi anh em ơi. Đây đúng không? Vàng này đúng không? Vàng này đúng không? Em mới mua xe à khóa? Vâng, em mới mua Chevrolet Camaro nè. Uầy, mẹ, con này có biến hình được không hả Khoa? Không anh ơi. Ủa, mà cái nóc là cái gì quên ta? Cái nóc là cái này đúng không? Wing color à? Cái nóc là cái gì? Mà anh em nào biết tiếng Anh chỉ thôi, cái nóc nó nằm ở đâu vậy? Cái nóc nó nằm ở đâu vậy? Bum bèo. Cái nóc nó nằm ở chỗ này rồi, secondary á. Secondary colorful à, đây à. À đây không? Nhưng mà dòng thứ hai màu nhám, đen nhám đúng không? Black. Thì mình độ thêm cái cục. Tại vì bây giờ chưa có độ cái máy lên nhìn nó chưa đóng lắm. Mình phải độ thêm cái cục máy nó u ngay chỗ này nữa thì nhìn nó mới giống. Đẹp, chuẩn đúng không? Chuẩn đúng không? Bum bèo. Chuẩn này. Tài ơi, độ cục máy ở trên cái mui xe là chỗ nào vậy Tài? Cái gì cơ? Độ cục máy ở trên cái mui xe ấy. Là cái roof ROF. Lên em trời ơi, lâu quá vậy. À, từ. Phải thử mấy cái đầu ấy. Mà lâu vậy em trai. Từ xíu anh ơi. Mà độ con xe này xong mà anh em mà đi chất vãi liền luôn ấy. Rút thêm bao nhiêu nữa nhờ? Mà rút lên 20.000 độ xe luôn. Mình cày, mình làm được thì mình xài được đúng không? Tài mua xe điều rồi, lêu. Không, chưa xong Tài ơi. Tí mà mình xịn lắm. Uầy, nhìn này nó đẹp vãi liền rồi thề. Mình làm được, mình xài được. Rồi Tài xem cho Khoa có Tài nó nằm ở dòng thứ mấy á Tài. Uầy. Mẹ mâm nào, uầy. Uầy mâm mà. Mâm nào nó giống cơ bắp. Ê. Mâm này là giống rồi đúng không? Để từ từ mấy ông phải từ từ chứ, đừng vói, đừng gọi cũng đừng có chửi tôi. Chevrolet Camaro, để tôi coi cái mâm này là cái mâm nào vậy ta? Cái mâm này là cái uầy, đúng mâm này luôn, mâm đen luôn, đúng con mẹ mày luôn rồi. Sport. Từ từ đem ra Sport đây. Đây à? Đây à? Được rồi anh em nhé. Hay đấy. Mà nhìn cái này giống lắm nè. Đúng là cái này rồi. Đúng mẹ mày luôn rồi. Thề. Chắc chắn là cái này luôn. Đúng không? Đúng rồi. Bánh cầm mới đẹp á. Ừ. Ôi Tài đừng làm như thế chứ thôi bánh cầm nha. Uầy. Mà Tài nhìn nó xịn sò chưa? Đủ thêm em. Từ từ 15k Tài ơi. Xong rồi. Lên qua test thử coi. Mua bao nhiêu tiền trên Steam VA mặt mếu? Mua cái gì trên Steam? Ấn control xem được không? Nếu Khoa chạy lên tốc độ nhanh đi. Lên nhanh lắm. Ôi, lên nhanh Tài ơi, từ từ để ra cao test, ra cao tốc nha này rồi.
qua đây. Ok. Mà em nghe bô nó không lực lắm nhờ. Uầy. Uầy, 126. Mà có nhanh hơn hồi xưa không đấy, hay là vẫn thế? Nhanh tay ơi. Wow. Được đấy. Để thành robot xem nào. Khoa, chưa đổ bô nữa, phải đi về đổ bô nữa. Ủa này hú ghê lắm. Em kêu thích nhờ, kêu mà mình chuyển vào view ấy. Giá thì nó hơi đắt thì đúng rồi, tiền nào cũng đấy. Có đổ bô à? Thử ấn control xem được không? Control không có gì hết tại ơi. Mà tôi phải bắn tên lửa ra chứ nhờ. Dạ. Để tí lừa rồi. Để tí tao ra tao hỏi mấy anh ấy thử coi rồi có độ được cái cản không? Độ được cái cản với lại ấy không? Uầy nhanh vãi liền ơi. Nghe nó không quy lực thôi nhưng mà nó nhanh. Để rộ bô nữa. Mua hết luôn á. Tao lo. Từ từ anh em nhá, bình tĩnh. Trời bảo là tôi không biết tiếng Anh rồi. Đây. À. Nhà đối diện nhá, em không vào được nhà anh. Yellow luôn nhờ. Ok. Thôi, yellow luôn đi cho nó trùng với xe. Đi. Ok. Yeah. Nhìn nhau một cái quan trọng nhất đúng không? Đúng rồi. Chết mẹ à. Wow. Này mọi người có thấy invent lag không? Bật mãi invent chả được ấy, bực quá. Anh này, nhà này như có người sao ấy? Có, hơi lag ấy. Má mày đùa tao. Không bên vậy. Đổ tiếp à? Chưa, gần xong rồi đếp ơi. Gần xong rồi đếp. Hai bên chưa? Ok rồi đúng không? Ok đấy. Sao để cái thanh xếp nó giảm xuống ấy nhỉ anh Ben? Wow. Cho nó đợi đứng yên một xíu cho nó giảm xuống đã rồi lục tiếp. Không là rồi em hiểu. Đây. Nhà nó dậy đấy. Giống bung beo rồi này. Ok. Ủa người mà. Thôi dẫn báo. Đằng trước nữa xấu lắm. Cái xe anh nhìn thấy là Mustang rồi, dáng nó cũng gần giống con Camaro này, cũng có hai sọc ở giữa xe. Đẹp. Đây rồi em ơi, em trước mặt này bôi. Này, có một ông công an á, vô cất xe xong rồi lấy xe mô tô ra mặc thường phục. Ai chả? Đúng không Tài? Phơ luôn. Anh em hỏi tội luôn. Đúng nha, có một anh công an vô cất xe em vào hỏi tội. Xong rồi lấy mặc thường phục, lấy xe ra. Xe mô tô anh em để ý nhá. Đây là ông này, ông đầu khỉ này á. Mi mua xe à Tài? Gỡ, bố đâu rồi? Mi mua xe kìa, bán cho Mi kìa. Đây anh bán không xe đã. Mi mua xa, đón em với, cơ. Lấy xe của em ra đi, xe có hai chỗ à. Ê. Em ơi, mưa rồi. Bác sĩ mua xe đúng không bác sĩ? Em bán xe này, Rolls Royce. À, nhím. Mà bác sĩ kia chưa bảo, tôi muốn mua cho bác sĩ kia mà. Ừ, bác sĩ Mi mua đúng không? Không, bác sĩ Mi thì... Mi có mua xe không em ơi? Mi ơi, nghe đồn em muốn mua xe đúng không Mi? Em có muốn xem xe trước không? Xe của anh là Rolls Royce Phantom 2012 em nhé. Xe làm gì để anh chở đi làm đó. Uầy, em xin như thế này thì bây giờ anh giảm cho em nhé. Bên anh bán cho người ta 60 đấy. Mấy đứa chạy đâu rồi? Em xin như thế này thì anh lấy 45 thôi, tại vì anh bán giá gốc rồi đấy. Yeah. Ơi, mình cướp xe ô tô, mình cướp mô tô sao chưa? Chưa nói câu nào tới nãy giờ là con bé ngồi ngay quầy kia nó nói ấy. Để tôi tắt cái này xíu rồi. Con bé ngồi ngay quầy nó nói. À, mọi người nói câu nào hết á. À, thế là Mi mua hay là? À, bé May nó nói nãy giờ chứ em chưa có nói cái gì hết trơn. Thế ở đây là hai em là đấy em ơi. Nào mua xe nhờ? Em muốn mua xe. Em mua xe gì á? Em muốn mua Rolls Royce của anh lại đúng không? Em biết thì anh là chủ tịch của cái bệnh viện này. Em muốn xem không? Để anh chạy về luôn. À, anh chạy lên luôn cho em nhé. Tại vì như thế này anh là em thôi, anh bỏ vốn ra thôi, hiện tại là chưa có nhiều tiền ấy nên là em muốn mua chó á thì mình hiện tại là xe của mình đã là mua tức luôn hay là mua trả góp ạ? Xe của anh á là anh đang mua trả góp. Thì nếu mà được ấy thì em trả cho anh 45k. Thì thôi nếu mà như vậy thì nói thật là anh mua xe đó là 20k. Đấy, mà anh trả góp được một lần là 10k là 30k. Bây giờ em anh để lại giá gốc cho em 30k, còn bao nhiêu là em góp lại cho người ta, được chưa? Xe đó anh mua ở hãng là 80k. Em hiểu ý anh nói không?
Dạ em hiểu rồi, nhưng mà hiện tại đó là mình đã trả trước cho người ta là 20.000 đúng không? Không, rồi. Đúng rồi. Anh đã đặt trả trước 20.000 và anh góp được một lần là 10k, là tổng cộng là 30k rồi. Thì bây giờ em chỉ cần góp 50k nữa là xong cái xe đó. Em hiểu không? Thì okay. Bây giờ nếu mà em mua lại á, thì em chỉ đưa anh 30k thôi. Còn cái phần góp xe ấy thì em qua em góp cho anh đó, anh không phải góp nữa. Đấy. Em biết rồi. Nhưng mà hiện tại là em chưa có lấy lương ấy, nên là không có nhiều tiền trong người á. Mà xe mình có mang theo không anh? Có cái gì? Là xe, anh có mang theo xe không á, hay là anh chạy xe khác? Thấy em đi theo tài bế mi đi rồi lên đây anh cho em xem xe. Dạ, đợi em lên một đây. Lát để em xếp bắt đi. Lên đây đi, anh cho em chạy thử luôn. Alo, anh Tuấn ơi, anh cho các bé em đi ra ngoài xem phim. Lừa cái gì, đúng mà. Tôi mua xe 20k, tôi góp được một lần 10k hôm qua là 30k đúng chưa? Bây giờ tôi bán lại giá gốc 30k, còn bao nhiêu người ta góp lại đúng mẹ, còn gì nữa, tôi có lừa gì đâu. Nếu mà con trai thì chắc chắn là tôi sẽ lừa đó, nhưng mà con gái thì không. Tôi bán hơi tình. Xe này có 2 chỗ thôi, em phải ngồi lên đùi anh ấy. Đây bế đi. Nhưng mà My anh bảo nè, em mua xe để cho tiện cho công việc đi làm à? Dạ đúng rồi anh. Thế tại sao em không đưa anh số điện thoại đi rồi hàng ngày anh qua đón em đi làm cũng được. Anh làm tài xế cho em. Nhờ. Dạ thôi, em thấy nó kỳ lắm. Kỳ á. Không có gì kỳ đâu em ơi. Bây giờ nhá, thằng này đưa em đi thứ 2, thứ 6, anh đi thứ 3, thứ 5, thứ 7, ok không? À, cũng hợp lý đấy. Đây, xe anh cắt trên đây, mình mua xe xong rồi mình lắp xe đi quẩy nữa anh. Thì chỉ quẩy. Cần em đi đâu gọi anh, bọn anh đến đón mà, bọn anh rảnh lắm. Bây giờ anh không lấy tiền bọn anh làm Uber mà. Em trả cho anh bằng cái khác được không My? Thì ví dụ mà bao giờ mà sắp tới mà anh có chết hay là gì á thì em cứu anh mọi lúc mọi nơi được không? Anh chỉ cần vậy thôi. Rồi gọi em lúc nào cũng có ấy. Tại vì hiện tại là đã có một bạn trực chung với em rồi thì em có thể đi được, nhưng mà sẽ có những tình huống giống như là cảnh sát sẽ báo là bác sĩ không được cứu người ngay mà bác sĩ phải mang về bệnh viện để cho cảnh sát điều tra, thì những cái lúc như vậy mà lỡ anh chết trong cái khoảng thời gian đấy là em sẽ không thể cứu anh liền được, mà em phải mang anh về bệnh viện để cho cảnh sát điều tra xong rồi em mới có thể cứu anh được ấy. Thế để lấy xe cho em xem My ơi. Hả? Ở đây phải là anh Phương bồ tọt không nhờ? Anh Phương ơi! Nhiều cơn gió luôn. Anh là bác sĩ mà. Bác sĩ tình yêu. Đợi xíu anh mở mui ra cho em. Quầy em ơi, con gái mà đi xe này thì em đi chơi thì thôi. Đấy, em có cần lên. Bây giờ em muốn sơn lại nhá. Anh làm bao sang tên cho em này. Thứ nhất nhá, bao gọi là thay đổi màu cho em này. Rồi xe mà có trục trặc gì ấy thì anh bảo hành cho em trong vòng 1 năm. Đấy. Thì My suy nghĩ rồi trả lời anh. Em có thể lên xe ngồi cũng được My à. Mình... em muốn hỏi là xe mình đã có sửa chữa qua chưa, giống như là đã độ qua chưa, cũng như là đã từng đâm hỏng hay là sửa chữa qua chưa ấy. Xe anh là khung gầm không ngập nước, chưa đâm đụng. Đấy. Còn nguyên zin em ơi. Nguyên zin anh mới mua được có 2 ngày trước thôi. Vậy mình mở các cốp cho em xem được, mình mở các cái đây, xe đây. Cũng như cốp xe ra cho em. Ok để anh mở hết cho em. Đấy My ơi, em cứ check thoải mái nghe My. Ủa My có vẻ một người yêu xe cộ nhờ? Nhưng mà... anh thấy em đi là con này là hợp lý đấy. À, anh Phương bồ tọt à? Bôi. Em đây. Em đây anh Phương. Anh Phương ơi. Lên xe chở đi qua đây em. Chưa em đang bán xe xíu, em gọi anh được không? Em đang bán xe để trả tiền cho anh này. Rồi đợi xíu. Xe nhà cái gì là, xíu anh,
Ok ok. Rồi ok ok, anh bảo lãnh, anh đợi anh đó, rồi anh bị cái xe bắt lòng. Cái đít xe nó còn cong lắm á, Mi à. Ôi em nghe anh. Em thấy sao? Em thấy là có vẻ như xem mình hơi dơ, giống như kiểu là... Alo, còn đồng chí nào cần xét đang online mà dặn thì xuống chỗ bán đi nhá. Ơ kìa. Alo. Ơ, sao có nghe được mà anh tiếng... Anh đây. Em bảo là tại vì em thấy xe mình hơi dơ ấy. Có nghe trùng đàm à? Tại vì em đã thấy chiếc này ở trong cái showroom xe rồi. Thì em thấy là so với lại cái xe ở trong đấy thì xe mình nó hơi dơ với lại hơi chày một trời xíu. Hơi chày chỗ nào, Jimmy em chỉ cho anh được không? Tại vì cái màu này là cái màu gọi là carbon đấy. Nó gọi là nó bóng bóng ấy, nên là em nhìn như thế thôi, cái xe này đi rửa cái là nó mới kít à. Cái này là anh mới mấy hôm trước là anh cho khách thuê đi Cô Tô chơi nên là nó hơi dơ. Showroom à, đúng rồi, xe này showroom. Thôi thì giảm giá hạp 200 đô cho em đi rửa xe. Ừ, thôi bây giờ anh giảm cho em hẳn 500 đô để em gửi xe luôn. Đấy là 44.500k. Đấy, được thì... Hẳn 500 đô luôn hả anh? Ừ, 500 đô gửi xe là... 500 đô rửa xe nhiều hơn đi em. Gửi xe là hơi nhiều lắm rồi đấy Mi à. Ê, bây giờ em mà làm người yêu thằng này thì được free luôn em, cần gì mua xe. À, thôi, trời ơi, Mi là anh nghe nói em có người yêu rồi mà đúng không? Em chưa. Em chưa hả? Chưa mà. Nhưng mà tiếc quá, anh thì anh có vợ có con rồi. Em biết mà. Thế thì em hợp với Tài hơn, hợp với thằng này hơn. Cái vấn đề hợp với ai thì bây giờ mình đang xem xe và anh nó liên quan gì đâu. Đúng rồi, thì tại nhiên Tài nói vào nên anh sợ em hiểu lầm chứ gì. Nhưng mà như vậy nhá, tại vì em thấy mình là khá là... Bây giờ em có bao nhiêu tiền? Em có bao nhiêu tiền? Thế em muốn mua bao nhiêu? Anh muốn mua bao nhiêu em cứ nói đi, anh nếu mà ok được thì anh em mình thỏa thuận anh bán xe này cho em. Tại vì xe mình là xe còn trả góp á anh. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là xe của mình cũng đã sử dụng được hơn hai ngày thôi, mới có 2 ngày thôi. Nó rất còn mới đi nè, em lên xe em đi. Là anh thấy không, ở trong thành phố mình hai ngày nó chạy qua nhanh lắm. À, thì 2 ngày coi như là 20 ngày đi nhá. Đó là cũng gần 2 rồi á. Thì anh giảm giá sao anh cảm thấy hợp lý là được. Thế bây giờ nếu mà anh ấy thì chỉ có 40 thôi. 40 là anh thấy là hợp lý nhất. Ok, anh vừa bảo 30 xong bây giờ lại là 40. À, anh vừa bảo thế 30 đi. 30 là anh không thể nào anh bớt được nữa Mi à. Tại vì 30 là đúng như cái số tiền mà anh đã góp cái xe này đấy. Anh nhầm. Đấy, 30 là hợp lý, 30 là anh lỗ á. Tại vì á, bây giờ anh góp cái xe, anh mua góp cái xe đúng không? Anh còn phải là đóng thuế cho xe này, phí trước bạ các thứ đồ này, anh chịu trước cho em đấy. Bây giờ em mua về chỉ cần sang tên là em chạy thôi. Còn cái việc mà sang tên các thứ đồ là anh lo cho em rồi. Ok. Ủa sao xe nó lại thành màu xanh rồi? Không phải màu xanh đâu, tại vì tối đấy Mi à, buổi sáng thì nó sẽ ấy. Này là showroom nên là nó vậy đó. Mình có bảo hành xe cho em là cả đổi màu xe luôn đúng không anh? Đúng, có màu xe luôn, đổi màu xe luôn. Đổi màu xe thì theo như anh biết là 500 đô đúng không? Thì anh trừ cho em 500 đô nữa là còn 29.500 đúng chưa? Anh bảo đổi hành cho em xong cuối cùng lại trừ đi ra sao? Thì bây giờ là anh em mua của anh là 30 đúng không? Thì anh trừ đi 500, anh lấy 29.500 là coi như anh cho em 500 thay đổi xe rồi đúng không? Vậy đấy. Hiện tại là tại vì em chưa có nhận lương nên là anh giữ xe đi, anh lưu số điện thoại của em hôm bữa rồi đúng không? Chưa, anh chưa xin lưu được số điện thoại của em. Vậy thì giữ đi, anh lưu số điện thoại của em, khi nào mà em nhận lương xong ấy, em dồn 30 xong em đưa cho anh luôn nhá. Anh có lưu số điện thoại của em gọi là 1248 đuôi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Trời ơi, mình làm bác sĩ mình phải dùng cái số đẹp đó. Em muốn số nào? Em muốn số như nào anh mua tặng cho em cái sim, tại vì nhân dịp em mua con xe này luôn. Nếu em mua con xe này nhá, anh tặng em một số sim đẹp. Được chưa? Anh xin được em một số sim đẹp, ngày tháng năm sinh của em hay là đẹp tứ quý các thứ đồ anh xin được. Không, anh có cho em được, anh mua cho em được. Thì em sao cũng được hết, nhưng mà ý là anh có số điện thoại em rồi á thì anh có số.
lấy lương xong ấy thì chị, nhưng mà em có lưu số điện thoại anh chưa? Em chưa, hôm bữa anh lưu số của em, anh đã gọi cho em đâu? Đây đây, để anh gọi cho em nhé. Đấy, anh gọi cho em, số anh là 1943345 1943345789 đấy. Đấy, anh thấy chưa? Em thấy chưa? À, em thấy rồi anh. Rồi, em lưu là anh anh khoa học. Anh tên là khoa học. Em lưu bằng anh yêu cũng được. Em nói thiệt với anh luôn ấy là em thích lắm đúng không? Em cũng chỉ có đi từ đây ra tới bệnh viện thôi. Đi tài. Bán xe như nào nhỉ? Bán xe như nào là sao? Ra 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 cái chỗ ông dealer ấy, ông dealer bán cho. Ok. Ừ, tài ra đó đi rồi khoa chở tí, khoa chở mi cho. Ok nha, chở mi về an toàn nhá. Đừng okay. Chở vào nhà linh tinh nhá. Tào lao, cái người có gia đình rồi mà tài. Biết đâu được. Thế mi cứ suy nghĩ mấy ngày xong là mi để dành tiền đầy đủ nhá, khi nào mà đủ rồi đấy thì em cứ gọi cho anh, lúc nào cũng có anh. Và khi mà em mua con xe này á, em sẽ được tặng một con sim số tứ quý, được chưa? Anh không hỏi em là định lấy sim số gì à? Anh bồ của gái em mét chị Trân. Anh không định hỏi em là em định lấy sim số gì à? Thì em đã mua xe đâu, bao giờ em mua xe thì anh sẽ giới thiệu cho em con sim tứ quý đúng không? À, okay. Em đã mua xe đâu, em mua xe thì em mới được tặng sim chứ. Em mua xe đúng không? Đúng, ok đúng ok ok. Bây giờ là vậy nè, tại vì hiện tại thì hồi nãy em cũng nói với anh rồi đấy, là em chưa có lấy lương, tại lương của tụi em là sẽ lấy chung một lúc luôn chứ không có bao thì ý anh nói là bao giờ em đủ tiền ấy thì em gọi cho anh bất cứ lúc nào cũng được, anh sẽ giao xe cho em. Dạ vâng ạ. Thì bây giờ thì anh cất xe được rồi, với lại nhớ vệ sinh xe nha anh. Đây 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 đây, tí anh kêu mấy thằng em đi rửa xe liền đấy. Bao giờ em muốn màu gì đấy, bây giờ em cọc trước cho anh cũng được, xong là anh đi sơn xe lại, tới ngày đó em lấy xe lấy sim xong mình giao dịch xong. Ok, vậy giờ em cọc trước cho anh 5.000 nhá. Cọc trước cho anh 5.000 cũng được. Anh cho không em, xin cái... em cọc cho anh 1.000 thôi, làm lòng tin cũng được đấy, để anh thay đổi cái màu sơn xe cho em là được. Anh em... đổi lại cho em thành màu đen nhám nhá. Màu đen nhám em... cái dạ. cái viền là cái viền chính giữa em lấy màu gì? Màu tím anh, màu tím. Màu tím rồi giống Ngọc Trinh hả? À, không, tại cái đó màu đen với màu tím là hai màu em thích. Ok. Rồi bao giờ em có xe cái màu của em sẽ như thế, được chưa? Ok, vậy giờ anh cho em xin số tài khoản đi, không thì anh cho em cái số của mình đấy để em gửi thẳng tiền mặt qua luôn. Số của anh là Thăng 321 đấy mi. Ok anh. Anh Bảy với anh Quy à? Đúng không? Không anh, không phải. Không anh. Chứ lãng quảng như này làm gì vậy? Định chôm xe hay gì? Không, em... xe đẹp quá, em đứng em coi rồi. Nói chứ bạn em nó mua xe của anh Tài. Ok. 1.000 thôi Mi ơi, 1.000 là được rồi Mi ạ. Anh ơi, sao 4.400 chứ vậy Mi? Em vừa gửi cho mình rồi đó. Nhưng mà sao em chuyển cho anh 4.400 chứ vậy? Thì em chuyển cho anh trước, rồi khi nào mà em lấy xe thì anh trừ lại cái số còn lại cho em là được. Ok, nhưng mà anh bảo là 1.000 thôi, em như thế này là anh tin rồi, nhưng mà thiếu 600 em nhé, thiếu 600 mà chẳng 5.000 đấy. Dạ, vâng, tại vì ở trong tài khoản ngân hàng còn như vậy, mặt thì em còn có nhiêu đây á. Ok, thế để anh cắt xe rồi anh đưa Mi về nhá, chốt mình chốt nhau vậy nha Mi. Ok. Ok. Đấy, em thấy không, xe nó rất còn ngon luôn. Đây này, đó, anh chỉ cho em trước. Khi mà em muốn che lại thì em bấm dừng xe, bấm chữ H giùm anh nha Mi. Ủa Mi ơi, em bị gì Mi? Mi ơi, em bị gì vậy Mi? Đừng làm anh sợ nha Mi. Mi ơi, em bị gì vậy Mi? À đây rồi. Mi ơi, Mi nghe anh nói không Mi? Mi ơi, you can hear me bro. Mi hả? Dạ đúng rồi anh, sao anh? À hồi nãy anh có việc cái tự nhiên. Anh thôi, phất cờ thì đi câu cá thôi. Hồi nãy nó bị văng ấy, thế thì bây giờ anh bảo là như thế này á. Tại vì cái xe ấy theo như anh được biết. Hay là anh em muốn một phi vụ ngân hàng không? Ở bên kia báo danh á là hàng tháng là sẽ trừ vô anh 80.000 luôn, em hiểu không? Là
là bây giờ anh bán cho em 30.000 đấy là anh lỗ. Ủa sao lại hàng tháng nhiều 80.000, mình bảo là trả góp thì hàng tháng nó phải có một mức nhất định chứ. Nhưng mà anh mua cái 80.000 đó đúng không, thì hàng tháng là nó trừ vô cái tài khoản của anh chứ nó không trừ bên em đấy. À, vậy thế này nhá, thì anh cứ bán với em cho em giá cũ, rồi khi nào mà nó trừ á thì anh gọi điện cho em, xong rồi em sẽ chuyển cái tiền đó lại vô tài khoản của anh. Ok thế thì chốt vậy nhá. Ok anh. Ê My ơi, tối như thế này thì em muốn đi câu cá với anh luôn. Anh thấy phát thị trường đúng đó không? Không sao đâu, bỏ đi chút về gì đâu. Không được đâu, không rồi, ca trực được. Hồi nãy đi lấy xe là có nguyên nhân chính đáng thì bác sĩ trưởng mới cho đấy. Đi đi, anh ra ngoài anh giới thiệu cho có mấy ông cũng chơi xe các thứ rồi. Nhiều xe lắm rồi, sau này em cũng muốn đổi xe nó cũng tiện. Không, nhưng mà em đang trong ca trực á anh, em không đi được. Thế bao giờ đi được thì em gọi cho anh nhớ. Ok anh, khi nào em đi okay, được em gọi Mi. Cho anh. Ok, đây là em của em à Mi? Hay là... bé này tên là May. May à? Bé này tên là Mây, Mây trên trời á anh. Mây ơi. Alo, chim sẻ của Đại Bàng. Mây không nói. Alo, chim sẻ. Mây sẻ ơi. Mây ra. Anh ơi. Không trả lời rồi. Mi à. Ơi, em. À đây rồi, Mây rồi, Mây. À anh nghe em nói rồi. Uầy. Ây da. Anh vẫn đang đâu ấy? Được. Đúng rồi. Ê, anh đang nói chuyện. Chốt vậy với lại anh đi làm đây. Admin. Ok nha. Đi đâu đây? Đi đâu? Đu đủ tốc độ đi. Đu đủ cái anh em nhờ, kiếm tiền cái đã. Cái còn cái xe đó chắc để tốt. Đi bạn ơi. Xe đó tốt để tối tôi gặm tôi đổi lại chứ bây giờ ấy xe nữa thì nó hơi chán. Anh em đi cướp. Và đúng đúng là xe đó đấy. Cảnh sát. Quấy động xíu đi. Anh để cảnh sát cầm trước cửa nhà rồi. Bây giờ làm gì đã có súng đâu, anh em phải gom được mua khẩu súng đã. Sợ không cướp được cái chứ. Anh Ben nãy liên hệ thằng bán súng chưa? Ben bảo đang nói chuyện thằng admin. Nó up luôn rồi. Thế sao? Uầy. 154. 162. 167. What? 169. Đây. Mà trời, kinh khủng khiếp vậy. Ui, con này hợp lý thế nha. Để từ từ tôi coi đó, bây giờ đi hái lá lô đủ là được bao nhiêu tiền. Phía trước clear nhanh quang, cứ đi đi, over. Over. At over. Over. Con mày con này đi nhanh vãi liền thề. 75. Ui, thế là mình độ full là mầm lên 180, 190. Uầy, tối nay ngủ anh độ đua là được rồi. Con này đổ hậu ghê quá. Nhanh vãi liền đó thề. Không, mình để con này. Mình lấy con này đã là lấy xe cày tiền. Mình kiếm tiền mình mua thêm một chiếc như vậy nữa để mình đi chơi với gái. Hợp lý, đúng không? Tội gì mình phải bán con này nhờ. Con này để mình là làm xe kinh doanh. Nhờ. Tại vì mình phải bán đúng không anh em? Đỉnh nó như vậy cơ mà. Hình như là lại lát rồi sao anh em? Chim sẻ gọi là bàn. Không nào kể lên bên cái tay. Gọi là bàn. Gọi què gọi hoài vậy? Má nghe không trả lời. Căng với cái họng mày đâu. Đi thăm tụ. Oh. Má giờ này hơi nóng tính á. Ai đây? Bò. Hơi nóng tính nãy giờ không được, hôm nay không kiếm được đồng tiền nào. Cảnh sát đấy mà. Hơi nóng tính đấy. Chơi đi, không có ai đâu anh Ben ơi. Chỗ hai lúa clear nha, hai lúa clear, mọi người lên nhanh. Thầy mai 200k mời ra má đóng chiếc Ford. Dạ. Đóng chiếc Ford Bang. Đấy, con mà chở em My đi chơi nha. Không ăn lên thì chịu thôi, mình muốn làm giàu thì mình... Đấy. Khi bước ra xã hội, muốn thành công thì phải trải qua cay đắng ngọt. Liều thì ăn nhiều, không liều thì ăn ít. Đấy. Đúng không Nam? Liều thì ăn nhiều, không liều ấy thì ăn ít. Muốn thành công thì phải trải qua cay đắng ngọt buồn. Có làm thì mới có ăn. Được bao nhiêu cái này nè?
Hồi 28 cái cũng được rồi, không tham nữa, 28 tái dưới kìa, cộng kia nữa rồi. Con mẹ hư xe chỗ này không còn gì để nói bô à. Chỗ hái vẫn clear nha anh em, lên hái đi, clear. Công an đây. Con mẹ ông kia chạy quá. Còn trong cớp đây nè, mất đâu mà mất. Anh đứng ngay chỗ cổng chính đúng không mà? Mà có ông hái xong đi được bằng đường biển luôn à? Ờ, xuống này đập đi. Mày có ông hái xong đi bằng đường biển luôn này. Đỉnh vậy. Giờ lỡ lên tới đây rồi mà không ấy thì nó cũng có lỗi với bản thân đúng không anh em? Đúng không? Giờ mình lỡ lên tới đây rồi mà mình không đi bán một cuốc để coi được bao nhiêu tiền thì nó cũng có lỗi với bản thân lắm. Mà anh em là chưa follow thì cho tôi xin một follow nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều nhé. Mà đời thật anh bán gì á, đời thật anh bán bánh tráng với lại khoai lang. Đấy anh em nào mà chưa có khoai lang thì anh em hãy đặt qua khoai lang Facebook qua Trần Bảo Trân anh em nhé. Mua khoai lang ủng hộ Trân Mập để Trân Mập vui. Nó cái này rồi về giờ. Công an nó mất tiêu rồi, mấy anh công an nó mất tiêu rồi. Mấy anh công an giờ má gặp tôi hả, tôi khè một cái, tôi là con của bố độ thôi. Mấy anh công an kiểu à, thôi thả luôn. Đấy. Rung liền. Con trai cưng của bố độ liền. Anh trả hết nợ chứ làm sao mà trả nhanh được. Mà mới 80k làm sao mà trả nhanh được hả anh em. Lâu lắm. Kim sẻ qua đây bàn đếp ơi. À tí. Rồi. Má nhìn đầu bạc giống công an với ta. Ê, bấm lúc gì để trồi lên anh em nhờ. Bấm lúc gì để trồi lên, quên rồi, hết oxy. Bấm lúc gì trồi lên. Con mẹ mày chết rồi. Ôi tôi chết như này cũng được. Bấm lúc gì. Bị lắc rồi, không trồi lên được. Hết đéo được. Cay. Bấm hết đéo được. Không phi tan là được hay. Sao mà bắt được em hả mấy sếp? Ôi giời ơi. Sao mà bắt được em? Nhà phi tan liền. Được chưa? Bắt được cái bìu. Ok, tự nhiên cho hy vọng xong rồi. Quá tự nhiên gớt xuống đây nữa. Ok ha. Thôi nha, để tôi trốn dưới đây được rồi anh em à. Đấy, tới đây thôi.